đây là cái khu ẩm thực trong chợ lồng của chợ Nguyễn Trỗi, phường 13, quận 3. Thì đây có rất là nhiều món ăn ngon ở trong cái chợ lồng này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món bún cá Châu Đốc đây, của người Châu Đốc tại chợ Nguyễn Trỗi. Chúng ta đang ở quán bún cá Châu Đốc Trang của chợ Nguyễn Trỗi. Ở đây là chị Trang, chủ quán, người Châu Đốc gốc. Khách vừa gọi hai tô bún đầu cá, bún đầu cá Châu Đốc. Thì chỉ là một cái khu vực nhỏ trong chợ của chợ Nguyễn Trỗi thôi. Chị Trang và người nhà của mình bán bún cá theo phong cách người Châu Đốc. Tại đây, nếu các bạn muốn thay đổi khẩu vị của mình thì có thể ghé vào trong bên hông chợ để thưởng thức cái món bún cá Châu Đốc. Để lóc để ăn kèm với lại cái bún cá Châu Đốc đây. Thì đây là cái nồi nước lèo của bún cá Châu Đốc. Và đây là bà chủ, chị Trang. Đây là những cái rau. Rau tự bào luôn á. Thì là rau muống nè. Rau nguyên. Bào mỏng nè. Rau bắp chuối nè. Giá nè. Đây là rau ăn cùng với lại bún cá. Bao nhiêu tiền chị Trang? Dạ 25 bình thường. Một tô bình thường là 25 ngàn. Bún, cái nước lèo của bún cá Châu Đốc nó có cái màu vàng đặc trưng gì hả? Cái mùi, cái màu đó màu ngải đó anh. Ngải bún á. Ngải bún với lại nghề bún á, hay là ngải bún? Ngải bún. Ngải bún á. Mấy cộng thôi phải không? Em rất là em đếm nha chị. Hôm nay thì có giá là 30 ngàn. Nếu mà kèm với bún luôn thì phần đầy đủ là 40 ngàn. Và tô bún thường thì chỉ có giá 25 ngàn thôi. Cũng rất là hợp lý. Đây là những cái cá lóc thì được chuẩn bị sẵn, chín sẵn và đựng ra trong ấy. Nhưng mà khi mà khách bắt đầu ăn thì bên này nó hết thì mới múc ra. Đây là một cái đầu cá lóc được khách gọi. Thì khi mà múc ra tôi thì chỉ có gia vị đơn giản là rau răm thôi. Đó là rau gì giờ chị đang nhúc à? Cái này là cũng đi ăn kèm với bún cá. Nó có kèm nhưng mà có ai ăn thêm thì mình trụng thêm. Dạ. Tính tiền còn vậy 5 mình. Bình thường là một trong tô bún nó có sẵn rồi. Có sẵn rồi.
Châu Đốc Trang, có nguồn gốc từ An Giang. Muốn cá gì có 25-30 ngàn một tô thôi. Và đầu cá thì đầu thì 30 ngàn, nhưng mà đầu uống đầu cá thì từ 40-45, rau nhút thì 5 ngàn, gì mà cá thêm thì 20 ngàn. Thì ngoài ra cũng có những cái thực phẩm nước uống cũng có nguồn gốc từ Châu Đốc An Giang, giống như là thuốc nốt lành, rau má, nhãn nhục, rau câu dừa hoặc là rau câu thuốc nốt. Và ngoài ra thì cũng bỏ thêm những cái mặt hàng nếu mà khách muốn đặt từ có nguồn gốc từ An Giang là thuốc nốt này, nước thuốc nốt nè, cá lóc khô một nắng hai nắng, khô cá sặc, mắm linh, mắm cá chốt và những cái đặc sản là của người Châu Đốc tại An Giang, giá cũng rất là hợp lý. Cái bún cá Châu Đốc này là nó nguồn gốc ở tỉnh nào? Dạ Châu Đốc luôn hả? Ở Châu Đốc An Giang. Thì hồi xưa là chị được mẹ ba mẹ dạy hay là dạ, học nghề đâu? Mẹ chồng chị. Ba mẹ chồng chị hả chị? Nhà chồng cũng kinh doanh cái món này luôn hay sao chị? Nhà chồng là đã kinh doanh được bao nhiêu năm cái món này rồi ạ? Ba mẹ bán khoảng 20 mấy năm. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Hỏi là cái khi mà nấu bún cá Châu Đốc An Giang này thì nó khác so với lại cái bún cá của người miền Trung như thế nào, ở gia vị gì ạ? Thì ở An Giang thì tụi em có cho như ngải bún, nó sẽ làm cái miếng cá nó săn lại. Ngải bún ạ? Đúng rồi, ngải bún cho nó săn, nó thơm lại. Còn ở ngoài miền Trung á thì họ làm cái giống như là chả cá vậy đó. Cho nên nó khác mình vậy. Với lại cái gia vị của nó thì nó khác với gia vị đây. Ở đây tụi em có ngải bún, có nghệ, có một số mà ít về mắm nữa. Mắm đặc chế ở gia đình nữa. Dạ dạ. Trong cái nồi nước nhân của mình, nước súp của mình là có thêm nghệ rất là nhiều đúng không? Không, ngải bún là nhiều, chứ nghệ ít á. Nghệ ít là ngải bún. Ngải bún thì có thể vớt ra ngải bún cho em coi được. Nó sẽ nằm trong cái cục này luôn. Ngải bún nó để trong cái cục này đi. Đúng rồi, nấu rồi trong thời gian nấu mình cứ để đó. Cá thì lúc nào cũng nằm dưới đây nè. Dạ. Đó, cá thì nó nằm dưới đây. Rồi, có cái gì trong đó ạ? Trong nồi mình sẽ có là cá phi lê nè. Cá lóc phi lê hả chị? Cá lóc nào phi lê. Mình làm chính sẵn ở nhà rồi chứ. Không, cái này là mình luộc sơ đi. Mình luộc sơ đi. Bỏ tất cả cái xương trong đây hoàn toàn 100%, không có miếng xương. Không có một cái dạ, xương nào hết. Xương. Rồi, cái này và là ngải. Ngải bún. Dạ, à, rồi là ngải bún. Của ngải bún nó sẽ được gói trong đây nè. Trong rồi. Thời gian mình nấu nó sẽ tiết. Ngải bún này có tác dụng gì ạ? Thì nó thơm, nó là đặc trưng của cái món ăn này. Dạ. Dạ, nó làm cho cái mùi cá muốn bún thì nó thơm hơn. Gia vị nào đặc trưng ở trong cái nồi bún cá Châu Đốc này nữa ạ? Sẽ có là củ xả nhưng mà em nấu xong rồi em sẽ vớt ra, tránh trường hợp cho nó làm cái cục này nè, rồi nó bể cá đi. Dạ. Nên em xong không để lại, nấu sôi và nó ra hết nước rồi em sẽ bỏ ra. Cũng có nghệ đấy phải không chị hả? Dạ, có nghệ với ngải mặn. Nước nó sẽ cây trong cái này nè, nó tiết ra nó sẽ thấm vô cái cá. Dạ. Yeah. Yeah. Cái ngải nghệ nó sẽ thấm vô cái cá cho nó cá nó săn và nó ngon hơn. Đúng rồi, nó thơm. Chị theo em được biết là cái nghệ là cái gia vị chỉ đạo và cũng trong rất là nhiều cái món ăn của người Châu Đốc An Giang. Yeah. Của người Chăm ở Châu Đốc. Yeah. Thì cái món này cũng là một đặc sản của người Châu Đốc luôn anh. Nó là đặc sản chung của các tỉnh miền Tây. Dạ. Nhưng mà mỗi vùng mỗi miền sẽ nấu khác nhau, giống như là ở người Chăm người Miên đó, họ sẽ nấu hơi khác cái này, nhưng mà cái độ nó giống nhau khoảng 50%. Dạ dạ rồi. Cái này ở Châu Đốc thì nấu như vậy. Còn dạ. Ở ngày mấy cái tiệm vô tỉnh đi nghe mấy người Miên người Chăm đó, họ sẽ thêm cái móng mà hóc. Ở đây không có móng mà hóc. Mình đông khách nhất chị ha. Khoảng 11 giờ rưỡi đến khoảng 2 giờ chiều. À, 11 và 11 giờ rưỡi chưa tới 2 chiều. Mình bán đây tới mấy giờ là mình dọn về nghỉ ạ? 6 giờ chiều. 6 giờ chiều là mình dọn nghỉ. Chừng cũng hơi sớm rồi. Rồi, em cảm ơn chị rất nhiều. Thank you.
vừa vô thì chị Trang cũng đang làm món cho khách. Một cái nồi nước súp màu vàng nghệ rất là đặc trưng. Cái cách làm cũng rất là đặc biệt, không như bún cá miền Trung nha các bạn. Cái quầy, cái tủ để bún và bán bún cá thì sẽ có trái cây và cả những cái loại thốt nốt nước uống tại đây. Cái rau mà đi ăn kèm với lại bún cá là rau gì? Bún cá lóc á, châu đốc. Em có rau muống, bắp chuối và giá, có rau răm, rau thơm, rau nêm. Và ở đây có rau nhúc. Rau nhúc với lại rau răm ha. Giống dạ, như ở đây thường thường bán nói chung nó ăn điên điển á. Nhưng dạ, ở thành phố dạ, mà nó kiếm điên điển có mùa nó không có thì thôi, cho dạ, rau nhúc đi quanh năm có. Ở dưới quê là người ta thường hay ăn bông điên điển. Nhưng mà trên đây là thay vì rau nhúc với lại rau muống mà bào sợi. Mới vô thì chị Trang đang chuẩn bị tô uống cá lóc, tô đốc cho khách. Và chị người nhà đứng bên cạnh thì chuẩn bị rau nè, đó. Nhưng mà thì khách có thể ngồi và gia vị ớt tiếp đồ nêm cũng để trên bàn sẵn. Đây là một tô bún được làm sẵn nè, để cho khách vào thì có thể múc nhanh. Và trong tô bún thì sẽ có rau nhúc sẵn nha các bạn. Rồi cái rau thuốc nút, cái rau nhúc này là cái món rau đi ăn kèm với lại bún cá châu đốc An Giang. Và bên cạnh sẽ là những cái đầu cá, hoặc là rau chuối nè, và rau muống bào mỏng nè, và sẽ lý giá. Chỉ là một cái quầy thôi, mua xe đẩy, hàng ngày chị đẩy ra đây bán cùng với những người gia đình của mình. Chị Trang, chị bán ở đây được bao lâu rồi ạ? Bún cá tôi đâu ăn ra? Khoảng 4 năm, hơn 4 năm đến 5 năm. Dạ. Là bình thường buổi sáng là mình bán ở đâu ạ? Buổi sáng em bán ở hẻm 207. 207 đường nào ạ? 207 đường đi với mặt chợ bên kia. Ở đây là hẻm 209, bên kia là hẻm 207. À, là bên hông bên kia chợ. Chị đang múc đầu cá ra đó. Và rau răm. Em lần đầu tiên ăn hả? Em thấy cái vị nó sao em? Em tưởng này giống bún mắm á. Lúc đầu em vô em tưởng bún mắm hả? Hay là đầu tiên ăn luôn? Thì em ăn thấy ngon em. Con thì ok. Nhưng mà giá tươi nhỉ? Mà ngon thiệt mà. Đây ok, nhức rỗi đâu nữa, không bị tanh. Mấy chị có hay ghé bún cá châu đốc này ăn không ạ? Tụi em ăn thường xuyên á. Dạ. Tụi em làm gần đây á. Dạ. Mà thấy ăn đây là em lo lo ghé mà cũng muốn ăn đây. Dạ. 25 tới 30 cũng được mà. Dạ. Yeah. Cái hương vị mà mình ăn so với bún cá miền Trung thế nào chị? Một cái nó có mỗi khác nha, tại quê em miền Trung. Dạ. Yeah. Hai bún cá này một cái mỗi khác. Bên miền Trung thì làm như kiểu nước nó cong là nó. Nước nó trong nó ngọt hơn. Thanh hơn xíu. Còn này mình làm nó mặn hơn xíu. Dạ. Yeah. Nước nó đậm hơn á. Dạ. Chị có hay ăn bún cá của chị Trang không ạ? Thôi chị ăn. Chị thấy bún cá này nó khác bún cá của miền Trung không? Nha Trang rồi đó. Nó cũng xem giống nhau nhưng mà cái vị nó làm chút lại nó nấu kiểu đơn giản không mà không có màu mè quá. Dạ. Chị thấy cái giá 25-30 ngàn thì cái tô bún cá này nó có phù hợp không ạ? Dạ, cũng tương đối phù hợp tại vì cũng nhiều cá, như cái đầu cá này. Dạ. Rất là nhiều. Dạ, rất là nhiều thịt trong đó đúng không? Dạ. Dạ. À, ở xa đây không ạ? Tụi em ở bên Phú Nhuận. Phú Nhuận chạy qua đây ăn. Mà sao mình biết tới quán bún cá lóc của chị Trang ạ? À? Dạ, bạn này giới thiệu. Cái đây ăn bún cá cho lóc không? Mình thấy cái giá ở đây thế nào? 25-30 à, mình ăn thì mình thấy nó khác bún cá miền Trung không? Khác chứ. Bún cá ở đây nó rất đặc trưng, nó là trường miền Đông, miền Tây.